Lý Ý Hồng sinh ngày 25 tháng 2 năm 1970 tại Hồng Kông, là cựu nữ diễn viên TVB tại Hồng Kông. Năm 1994, cô đăng ký tham gia thi hoa hậu và cô gây được ấn tượng với đông đảo người xem qua màn ứng xử bằng giọng nói dễ thương cùng phát âm tiếng Quảng có chút ngọng nghịu. Cô đã xuất sắc giành vị trí á hậu 2 Hồng Kông. Sau đó cô ký hợp đồng với TVB. Năm 1995, Lý Ý Hồng được giao cho vai quách Tương trong thần điêu đại hiệp. Nhờ ngoại hình trẻ trung, dù đã ở tuổi 25 nhưng cô vẫn thể hiện thành công vẻ nhí nhảnh của Quách Tương ở tuổi 16 và giành được nhiều thiện cảm của người xem. Sau vai diễn tên tuổi của Lý Ý Hồng trở nên nổi đình nổi đám, cô có cơ hội tham gia nhiều tác phẩm lớn cùng dàn sao hạng A như Lê Minh, Lưu Đức Hoa. Năm 2004, Lý Ý Hồng rút khỏi làng giải trí để kết hôn với một doanh nhân người Canada. Năm 2005, cô hạ sinh con trai và cùng chồng định cư tại luôn tại đó. Hiện Lý Ý Hồng đang làm y tá của một bệnh viện tâm thần ở Canada từ năm 2015.